Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Hoàng Anh Âm Thanh. Ở trong video ngày hôm nay thì em sẽ test chất âm của chiếc đẩy QSA KP900. Đây là dòng đẩy chạy Class D cho công suất 900W một kênh ở 8 ohm, mặt phay nhôm màu vàng và đây là dòng size ngắn rất là đẹp. Thì con đẩy này thì em sẽ test cho anh Lưu Đức Vinh ở tổ 5 khu 5 Cần Đức Long An. Kèm theo đó em sẽ test luôn cái khả năng xử lý của chiếc vang số Hugo V6 có cổng quang cho anh Bùi Anh Dương ở Yên Sơn Tuyên Quang. Đây là hai sản phẩm ngày hôm nay sẽ lên đường cho các bác. Thì nói về những cái dòng đẩy, em xin nói về đẩy trước nhé. Nói về các dòng đẩy thì mọi người biết rồi, đối với những cái dòng mạch đời mới bây giờ như Class H, Class D, Class I, Class TD thì đây là những cái dòng đẩy cho cái chất lượng âm thanh rất là hay, rất là sạch sẽ và phải nói là cái hiệu suất làm việc của nó rất là tốt. Quạt nó chạy gần như là im thin thít, chúng ta không hề nghe thấy luôn. Nó không hề nghe thấy tiếng quạt chạy luôn. Và đặc biệt dòng này cái tiếng của nó các bác nhé, mọi người cứ bảo rằng là không biết có sáng hay không. Rất nhiều anh em mà thắc mắc bảo là anh không biết là con đẩy Class D của em này tiếng có sáng hay không. Thì ngày hôm nay em sẽ test thực tế. Cho nên là các bác vui lòng, các bác nếu các bác muốn cảm nhận tốt hơn thì mọi người nhớ đeo tai nghe. Các bác hãy đeo tai nghe vào thì mọi người sẽ có một cái cảm nhận nó rõ ràng hơn. Còn tất nhiên là khi mà thu qua cái điện thoại của em, đó, thu âm qua điện thoại của em và phát qua cái loa điện thoại các bác. Và đồng thời là em cũng chỉ lấy cái tín hiệu nhạc từ con laptop gùi bắp này. Em nói lại nha, từ một con laptop của bắp này thì chắc chắn luôn là cái chất lượng của cái âm thanh nó cũng không được đạt cho lắm. Tuy nhiên mọi người cứ cảm nhận và cho em xin nhận xét và đánh giá. Còn bây giờ em sẽ test trước là em test cái nhạc không lời một chút, nhạc không lời. Bởi vì là mọi người biết rồi, đối với YouTube thì cái bản quyền nó rất là quan trọng. Cho nên là có nhiều bản nhạc nó bị bản quyền rồi rất là nguy hại cho kênh. Cho nên là em chỉ test một số những cái bản nhạc của trước đây em có test và chưa bị bản quyền các bác nhé. Em test là test từ cái con laptop luôn đấy nhá, chứ không có gì là cao sang. Và nguồn nhạc là nguồn YouTube bình thường thôi. Và mọi người là lắng nghe. Đây, các bác nghe nhá. Đây, mời các bác nghe một đoạn nhạc khác. Thì nếu như các bác đeo tai nghe vào thì cái cảm nhận nó sẽ tốt hơn. Còn khi các bác nghe qua điện thoại, có thể một số giải nào đó mà cái loa điện thoại các bác nó chưa thể đáp ứng được. Ví dụ như là những cái giải trầm mà sự bắt nó xuống sâu ấy, thì cái loa điện thoại nó không đáp ứng được thì mọi người nghe có cảm giác nó bị vỡ tiếng, nó pẹt gì đó. Thì cái này là cái điều hết sức bình thường. Còn mọi người nghe bằng tai nghe chắc chắn cảm nhận sẽ khác hơn nhá. Và xin mời các bác nghe một cái bản khác ạ. Thank you.
Rồi, ok. Thế vậy các bác đã nghe qua, cảm nhận qua về một chút, các bác có thể là cảm nhận được một chút về 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 cái độ toàn giải, em dùng từ là rất là đều giải của cái dòng đấy, cũng như là tất nhiên là nó cũng sẽ tùy thuộc vào con người setup, con vang rồi là một cặp loa nữa. Nhưng đối với những dòng đấy về lắc đê thì đây là những cái dòng đấy rất đáng để các bác chơi. Còn bây giờ thì mọi người tiếp tục cảm nhận cái khả năng xử lý về effect các bác nhé. Về effect của chiếc vang số Hugo V6. Và dòng này là có cổng quang. Và phần mềm thì em đang được kết nối ở đây. Mọi người nhìn thấy phần mềm đó, nó khá là dễ chỉnh. Và con này thì tiếng nó phải nói là nó rất là mượt. Đây nó nói gì thì nói, nó rất là mượt tiếng các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ kéo con mic lên và mọi người cùng nghe nhé. Đây là đường micro. Em đưa hẳn lên đi. Cái dòng này thì nó phải nói là nó trông hú rất là tốt. Đó, với con vang số là trông hú rất là tốt. Và hiện tại thì em đang sử dụng với cặp micro HS Audio K680. Đây là dòng mic 6 số. Rất là đẹp các bác nhé. Đó, trên cái đầu thu nó đó. Và bây giờ thì mọi người cùng cảm nhận và nghe cái khả năng xử lý effect của chiếc vang Hugo V6 ạ. 1, 2, 6, 7. Đó, cho nên là mọi người thường hỏi rằng là con đấy lắc đê tiếng có sáng không, thì em cũng xin thưa rằng là tiếng rất sáng, rất hay. Mọi người khi nghe, mọi người nghe cái tiếng em alo ra ấy. Nếu karaoke mà tiếng tối thì không thể chơi karaoke được. Đối với một số dòng đẩy, em nói một số dòng đẩy nó chuyên đánh súp ấy. Mọi người nó chuyên cho các cái sàn, cái ba các bác nhé, ba và sàn để chỉ có đánh nhạc không, thì nó chỉ rất là nhiều bát, rất là nhiều bát. Cho nên là mọi người, khi mọi người không biết, mọi người lấy về, mọi người nó rất là khỏe, mọi người kéo về để chơi. Nhưng mà đặc biệt là khi đánh nhạc thì rất là ok. Nhưng khi mà chuyển sang hát thì mọi người cảm giác là tiếng nó hơi tối các bác nhá, tiếng nó sẽ hơi tối. Và đây là con đấy là đề tiếng rất là sáng, rất là hay. Còn con vang Hugo V6 thì cho cái khả năng xử lý effect có thể nói là đỉnh luôn các bạn. Rất là đỉnh, rất là phổ thông. Đó, bền bỉ, rất là thông dụng, cũng như là rất là hiệu quả cho một cái dàn karaoke chuyên nghiệp, em dùng từ chuyên nghiệp. Bởi vì là những cái con Hugo như thế này thì họ vẫn lắp những cái phòng karaoke chuyên nghiệp bên Trung Quốc các bác nhé, bên Quảng Châu Trung Quốc, chứ không phải là karaoke gia đình bình thường đâu. Cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng. Thì em cũng xin báo giá lại các sản phẩm mà em đang test ở đây. Thì với con đấy QSA KP900 cỡ HD 9.1 kênh, em đang bán với giá là 4.200.000 đồng. Vang số Hugo V6 đang được cửa hàng em bán với giá 2.200.000 đồng, giá trên đã bao gồm phí ship. Và một cặp micro HS Audio K680, dòng 6 số các bác nhé, dòng 6 số quắc vàng. Em đang, đây là tay sơn zin và dọ là dọ zin, dọ inox. Em vẫn đang bán với giá là 1.500.000 đồng, đã bao gồm phí ship. Thì các bác quan tâm có thể liên hệ với Hoàng, em Thanh số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.